Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 6 trang 42 đến trang 44, sách Chân Trời Sáng Tạo, bài 13, Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á, từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Câu 1. Em hãy chọn đúng hoặc sai cho những câu bên dưới. Ghi D hoặc vào trước câu đúng, S trước câu sai. Giao lưu thương mại với cái thuyền buôn đến từ Ấn Độ, Trung Hoa đã dẫn đến sự hình thành các thương cảng ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên. Sự giàu có về sản vật nên đã dẫn đến sự ra đời những thương cảng như Ốc Eo, Trà Kiệu, Palembang. Sự giàu có về sản vật đã thu hút các thuyền buôn ngoài khu vực đến Đông Nam Á từ đầu công nguyên. Như vậy, ở đây thì các em thấy ở câu đầu, giao lưu thương mại với thuyền buôn đến từ Ấn Độ, Trung Hoa đã dẫn đến sự hình thành các thương cảng ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên. Thì câu này là đúng hay là sai? Là đúng. Rồi tiếp theo, sự giàu có về sản vật nên đã dẫn đến sự ra đời những cái thương cảng như Ốc Eo, Trà Kiệu, Palembang. Thì các em thấy câu này là sai, bởi vì cái sự thuận lợi về vị trí địa lý đã dẫn đến sự ra đời của những thương cảng như là Ốc Eo, Trà Kiệu, Palembang, chứ không phải là sự giàu có về sản vật. Như vậy câu số 2 này là sai. Rồi tiếp theo, sự giàu có về sản vật đã thu hút các thuyền buôn ngoài khu vực đến Đông Nam Á từ đầu công nguyên. Thì các em thấy câu này là đúng, bởi vì trên con đường giao thương qua vùng biển lúc bấy giờ thì Đông Nam Á không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt, lương thực mà còn là nơi trao đổi những cái sản vật có giá trị như là hồ tiêu, đậu khấu, trầm hương, san hô, ngọc trai, vân vân. Thì để hiểu rõ hơn thì ở câu số 3 này các em sẽ xem lại sách giáo khoa trang 67. Như vậy ở câu số 1 này thì có câu đầu tiên là đúng, câu thứ hai là sai và câu thứ ba là đúng. Rồi tiếp theo câu 2, em hãy lựa chọn vào khoanh tròn và chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng. Một, tác động của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á đầu công nguyên là gì? A, hình thành nên thương cảng Ốc Eo. B, giúp cho người Trung Hoa xuống Đông Nam Á làm ăn buôn bán. C, thúc đẩy những cái cuộc chiến tranh trong nội bộ khu vực. D, tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ. Như vậy, tác động của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa Đông Nam Á đầu công nguyên là tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ. Như vậy, các em sẽ chọn là đáp án D. Rồi, tiếp theo số 2, những mặt hàng chủ yếu nào được dùng trong trao đổi và buôn bán ở Đông Nam Á 10 thế kỷ đầu công nguyên? A, dầu ô liu và đường nho. B, đường gốm. C, hồ tiêu, đậu khấu, trầm hương, san hô, ngọc trai. Và D là trầm hương, nước mắm. Như vậy, những cái mặt hàng chủ yếu được dùng trong trao đổi và buôn bán ở Đông Nam Á 10 thế kỷ đầu công nguyên đó là hồ tiêu, đậu khấu, trầm hương, san hô, ngọc trai. Như vậy, câu số 2 các em chọn đáp án C. Rồi, tiếp theo câu số 3, nền văn hóa có ảnh hưởng nhiều nhất khu vực Đông Nam Á 10 thế kỷ đầu công nguyên là A, văn hóa Ấn Độ. B, văn hóa La Mã. B, văn hóa Trung Hoa. C, văn hóa La Mã. Và D là văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa. Như vậy, nền văn hóa có ảnh hưởng nhiều nhất đến khu vực Đông Nam Á 10 thế kỷ đầu công nguyên là văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa. Như vậy, câu 3 chọn đáp án D. Rồi, tiếp theo, em hãy quan sát lượt đồ 13.4 trong trang 68 trong sách giáo khoa để trả lời những câu bên dưới. Giả sử vào thế kỷ 6, một nhà buôn Trung Quốc có nhu cầu thu gom sản vật ở Đông Nam Á, rồi đem qua Ấn Độ đổi lấy hàng hóa. Thuyền của ông ta sẽ đi qua những vùng biển nào? Thuyền có thể dừng ở đâu để tiếp nước ngọt, đồ ăn hay trao đổi hàng hóa lấy sản vật của cư dân bản địa? Như vậy thì các em sẽ quan sát lại lượt đồ 13.4 trang 68 sách giáo khoa để trả lời.
Thì ở đây thuyền của ông ta sẽ đi qua những cái điểm đó là đi qua biển Đông, eo biển Malacca. Thuyền có thể dừng để tiếp tế nước ngọt, đồ ăn hay trao đổi hàng hóa, lấy sản vật của cư dân bản địa ở Ốc Eo và Palembang. Rồi tiếp theo, giả sử vào thế kỷ 9, một nhà buôn khác cũng có nhu cầu đi từ Trung Quốc qua Ấn Độ, hành trình của ông ta có gì thay đổi? Thì ở đây hành trình của ông ta có sự thay đổi, đó là ông ta sẽ đi qua vịnh Bengal. Thuyền có thể dừng chân tại Rangoon, Mamallapuram. Rồi tiếp theo câu 4, Đông Nam Á ngày nay là một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế. Các công ty du lịch cần mua một hồ sơ và hai địa điểm đến du lịch văn hóa của khu vực Đông Nam Á có những cái công trình kiến trúc cổ nhất còn lại đến ngày nay. Em hãy xây dựng bộ hồ sơ về hai cái công trình kiến trúc đó theo những cái gợi ý sau. Thông tin về điểm đến, địa điểm, thành phố, tỉnh, bang, quốc gia, thời gian xây dựng, mục đích xây dựng, câu chuyện lịch sử, lưu ý khi tham quan, lý do lựa chọn điểm đến. Như vậy thì các em sẽ dựa vào những cái thông tin ở đây để chúng ta hoàn thành cái hồ sơ điểm đến. Như vậy ở đây thông tin về điểm đến số 1 đó là ở đây là Thánh địa Mỹ Sơn. Thì địa điểm Thánh địa Mỹ Sơn ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, thời gian xây dựng là thế kỷ 8. Mục đích xây dựng là trung tâm văn hóa tín ngưỡng của triều đại Champa và là nơi chôn cất các vị vua, hoàng thân quốc thích và thầy tu nhiều quyền lực. Câu chuyện lịch sử. Thánh địa Mỹ Sơn có niên đại khoảng thế kỷ 4, sớm nhất ở Mỹ Sơn. Vua Brahmarisava đã xây dựng một ngôi đền dân cúng vua Brahmarisavaman, vị vua sáng lập dòng vua đầu tiên vùng Amaravati vào cuối thế kỷ 4, được đồng hóa với thần Shiva, trở thành tín ngưỡng thờ thần vua cùng tổ tiên hoàng tộc. Đây là tổ hợp gồm nhiều đền đài của vương quốc Champa, nằm lọt trong một cái thung lũng nhỏ có đường kính khoảng 2 km, được bao quanh bởi núi đồi. Lưu ý khi tham quan, thì khoảng thời gian lý tưởng để tham quan là khoảng sau Tết, thời tiết khá mát mẻ, không quá nắng gắt. Hạn chế tham quan vào những cái thời gian cuối năm vì thời tiết tại khu vực Thánh địa Mỹ Sơn vào mùa mưa. Lý do lựa chọn điểm đến. Nơi đây với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Champa được kết tinh trong những cái di chứng vật chất trường tồn, chứa đựng những cái giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật được tạo lập trong một thời gian dài suốt 9 thế kỷ. Rồi tiếp theo là hồ sơ điểm đến, thông tin về điểm đến số 2. Quần thể kiến trúc Phật giáo Borobudur. Thì các em thấy ở đây, hình ở đây là quần thể kiến trúc Phật giáo Borobudur. Như vậy địa điểm là ở Java, Indonesia. Thời gian xây dựng là thế kỷ 8. Mục đích xây dựng là sự kết hợp giữa việc thờ cúng Đức Phật và là nơi cho Phật tử hành hương. Câu chuyện lịch sử. Borobudur là một cái ngôi chùa hay tu viện Phật giáo Đại Thừa được xây dựng vào thế kỷ 9, nằm trong thung lũng Kedu tại thành phố Magelang, tỉnh Central Java, Indonesia. Quần thể đền Borobudur được xây dựng trong cái thời hoàng kim của triều đại Sailendra. Borobudur có hình dạng kim tự tháp dạng bậc như một gò núi. Dạng xây dựng này còn được gọi là chùa núi, là sự kết hợp giữa bảo tháp, chùa và núi. Kiến trúc của chùa thể hiện sự giao hòa giữa kiến trúc Phật giáo và giáo phái bản địa thờ cúng tổ tiên tại Indonesia. Chùa bị bỏ rơi vào thế kỷ 14 liên quan đến vương quốc Java chuyển tín ngưỡng sang đạo Hồi.
Năm 1814, công trình được phát hiện, được phục hồi một phần vào năm 1907, năm 1911, phục hồi tổng thể vào năm 1975-1982, trở thành một địa điểm khảo cổ học Phật giáo nổi tiếng. Quần thể chùa Borobudur nằm tại vùng đất thiêng liêng, bao gồm 3 ngôi chùa: chùa Borobudur, chùa Menjot, chùa Bavon, có vị trí cùng nằm trên một đường thẳng như là biểu tượng của 3 giai đoạn đạt được tới Niết Bàn, sự giải thoát theo giáo lý nhà Phật. Lưu ý khi tham quan, cách tốt nhất để khám phá chùa Borobudur là đi bộ. Khi leo lên đỉnh của ngôi đền, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các bản khắc đá phức tạp được trưng bày trên các bức tường của đền, tìm hiểu một ít về lịch sử của chùa để có thể hiểu hết ý nghĩa của các di tích cổ tại đây. Thời gian tốt nhất để đến đây là khi bình minh. Hầu hết khách du lịch Borobudur đều phải đi vào sáng sớm khoảng lúc 7 giờ sáng. Lý do lựa chọn điểm đến: chùa Borobudur là một trong những cái ngôi chùa Phật giáo lớn nhất và hoàn chỉnh nhất trên thế giới. Chùa Borobudur là điểm thu hút khách du lịch được ghé thăm nhiều nhất ở Indonesia.